các cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh. Thành phần mà em chuẩn bị ngày hôm nay là ăn cùng với mọi người đây ha, là mì nè, xúc xích nè và một ít tôm. Tôm này em rửa, em ngâm nước cho nó rửa đông ha. Rồi á, trứng này chút xíu em chiên, chiên mình để lên phía trên. Và không thể thiếu là rau. Thì đây là cần tây các bạn, mình cắt xéo xéo ha. Còn đây là bắp cải thảo, mình tỉa ra rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nước súp nha các bạn. Với nước súp á, thì mình sẽ sử dụng cái nước súp hộp. Mấy các bạn ở nhà mình có mấy cái loại nước súp hộp như thế này, thì mình sẽ sử dụng nước súp hộp này để mình nấu cho nó ngọt nước. Đây là nước súp hộp rau củ nha các bạn. Trong đây rau củ chai mặn đều dùng được. Cái gói như thế này các bạn, thì nó gồm có là một gói mì ha, rồi những cái túi gia vị nè. Bây giờ mình sẽ cắt mấy cái túi gia vị vô trước ha, và cái mình sẽ bỏ tiếp bánh gạo vô. Rồi mình sẽ lần lượt bỏ vô đó. Cái đó là thịt heo đó này, bò hay gì đó. Cái này là gia vị. Cái phần bánh gạo đó, nó có cái bịch này các bạn. Cái bịch này giữ ẩm, nhớ bỏ ra nha mọi người. Rồi đổ vô. Gạo chín rồi các bạn, nó màu chín lắm. Bánh gạo này họ luộc sẵn hết rồi. Bỏ vô, bỏ rau vô. Đó. Em sẽ bỏ hết phần rau này vô nha mọi người. Sau khi nó sôi rồi mình bỏ hải sản vô các bạn. Đó. Bỏ tôm vào, và xúc xích vào. Wow, cái nồi hấp dẫn quá. Các bạn thấy hấp dẫn không? Wow. Ok, cho hết luôn. Cho nó đúng bài các bạn ha. Đó. Đó. Vậy là cho nó sôi lại một lần nữa là bắt đầu là mình tắt bếp được rồi mọi người. Nha. Các bạn ơi, sôi nè mọi người. Ok, bây giờ mình trộn cho nó đều lên, cho cái mì nó rã ra. Rồi mình đổ ra nha các bạn. Hấp dẫn quá. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại nha với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả mọi người ăn một cái tô mì và bánh gạo là quá trời to các bạn ơi. Các bạn coi nè. Cái này bạn nhìn nè. Chụp thumbnail cái nè. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn không? Rất là cái tô này bằng một cái nồi. Đói bụng quá. Thì ngày hôm nay em ăn, em không có rủ Henry ăn mọi người ơi. Tại vì cái này nó cay. Cái bánh gạo này nó cay các bạn. Nãy em nếm thử rồi nó cay lắm. Bây giờ mình sẽ khui nước ngọt và vô với mọi người cái nha. Đó, cái nước này là nước gừng mọi người. Nước gừng. Đó, là nó xanh xanh nè mọi người. Bạn thấy không, nó xanh xanh ha. Đó, rồi vô mời mọi người nha. Ngon quá. Ok, bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Mình sẽ ăn miếng rau chút. Ừ.
hấp mình thử miếng nước nha các bạn. Ồ, nước ngọt quá, ngon quá. Wow, quá ngon. Giờ mà mọi người cùng ăn bánh gạo nha. Bánh gạo nè. Bây giờ gấp vô chén luôn các bạn. Mọi người làm cái thumbnail cái nữa mọi người. Thiệt luôn á, sao mà cưỡng lại được không biết nữa. Trời ơi, chắc chết chắc. Wow, xúc xích bỏ vô. Thịt nữa. Nước nữa các bạn ơi. Cái này mà có nồi lẩu ha các bạn ha, cho nó sôi ít không giữ ấm hoài mình ăn ngon. Ngon. Cái này nó làm vừa ăn. Nó làm vừa ăn luôn các bạn. Rồi gặp hồi nãy mình nấu bằng cái nồi cái nước rau củ nó ngọt đó các bạn. Cái cọng mì này ngon quá, cọng mì này nó dẻo dai. Ăn mì là phải kéo vậy mới ngon các bạn ơi. Nó có cái hậu ngọt ngọt của vị cà chua các bạn. Nếu như ai mà không ăn mặn á thì như vậy là vừa, mà nếu như ai ăn mặn thì xịt thêm miếng nước tương, nước mắm hoặc là thêm chút xíu muối nữa. Sáng nay mình nói giá luôn. Hôm bữa một cái bịch này á, cái bịch này là mình mua á là 9 đồng mấy, gần 10 đồng. 10 đồng. 10 đồng mà còn 200 ngàn chị Nam mình á. 201. 201, 202 gì đó, khoảng tầm đó. Thực sự là nếu như mà nấu cái nồi này á, nấu cái phần mì như thế này á, 3 người ăn mới hết. Nếu người khỏe ăn một là 2 người. Còn phần bánh gạo á, em thấy là phải có rau mới ngon. Nếu không có rau nó sẽ không ngon. Các bạn thấy không? Cái cọng mì nó dai. Quá ngon. Em thích nhất là cái sợi mì đó, mà nó còn nóng, mình cạn mà húp còn vô gọt đã. Còn đây cái trứng các bạn. Cái trứng này mình không có chiên ốp la cho nên các bạn nhìn sẽ không thấy nó tiệp với cái màu nước lèo luôn. Bây giờ mình ăn miếng trứng. Mình thích ăn trứng mà trứng chiên chín như thế này nè. Mình trứng chiên mà theo kiểu low cost, mình ăn mình ớn, thấy ớn. Mình ăn vẫn được nhưng mà là gì không? Cảm giác không ngon miệng. Trứng nó giòn ngon á. Mình đi ăn lúc nào mình cũng dặn người ta chiên cái trứng gà hoặc trứng vịt á, phải thịt chín mình ăn. Đặc biệt là phải giòn. Hả? Hát
hết hả? Ừ. Còn ăn không? À, em rì ra tới rồi mọi người ơi. Bây giờ em sẽ làm cho em ấy một miếng để xem em ấy có ăn được hay không nha các bạn. Ừ, mi. Khoan đây, mẹ dẻ ra cái, mẹ dẻ ra. Nè, nó, ăn đi. Ờ, không ăn thôi. Ok, không ăn thôi. Rồi, không ăn thôi. Vậy là Henry không ăn, Henry chỉ ngồi làm kiển thôi mọi người. Cay rồi, ok. Em ấy chỉ tả ớn. Mì cay. Cay hả? Ừ. Rồi. Bánh gạo nè các bạn. Dẻo. Mình ăn này, mình suy nghĩ. Lần sau mình mua mình sẽ không bỏ gì hết, mình sẽ không ăn rau. Bà gì? Thì có thể đặt rồi cho em bé vẽ cũng được. Dạ. Yeah. Với lại vỏ chuối thôi. Dạ. Lần sau mình sẽ mua và mình ăn cái này, mình để thật ít nước thôi, xong cái mình nấu cho nó thiệt là sạch lại, ăn cảm giác như, để xem cảm giác như thế nào. Chưa, mình ăn này là mình thấy nó gọi là gì ta, cay rồi đó. Mà nếu như mình nấu vậy á, không biết nào nó cay chịu nổi hay không. Cay mà ngon. Ngon các bạn ơi. Mình phát hiện ra thêm được một loại mì mới nữa rồi. Tại cái quầy mì này á, nó nằm ở quầy mì đông lạnh đó mọi người. Cái khu mà quầy mì bán đồ lạnh á. Cái nhiều khi mình kiếm mì á, mình không có đi đến cái quầy đó. Bữa mình đi tới cái quầy bán xúc xích. Tại cái này nó ở gần cái quầy có xúc xích. Cái mình thấy cái loại này thấy nó cũng lạ lạ. Mình nói đâu để mua về ăn thử xem sao. Cay các bạn. Đi chút. Thôi chút. Để xích vô còn đây rớt. Biết ngay là anh ăn thì anh sẽ bị cay. À, cay hả? Xích chít tôm. Nó cũng là màu đỏ. Để lên nhìn không thấy gì chứ. Chệt màu không? Màu quá. Sáng giờ đói lắm các bạn ơi. Đói dữ lắm luôn á. Đói dữ lắm luôn ha. Hồi nãy mới dỗ Henry ngủ định nằm đi nấu mì trốn Henry ăn mình. À, ai về đâu cái đang nấu cái anh Henry thức luôn. Nói chắc vụ ông xã mà phụ vô nhiều quá ăn không hết. Mì ai à, giờ em vớt qua vớt lại mang hết cho mì các bạn.
Em thổi không mọi người? Thổi xì xì vậy? Thổi mà còn xì xì nữa chứ. Ăn bánh gạo. Bánh gạo ngon quá, dẻo dẻo ngon á. Mấy cái cúc bánh gạo nó nằm ở phía trên nó bị khô. Vì bị khô cái mặt. Khô cái mặt. TV. Giỏi không? Ăn cái kỳ. Ăn gì nhả ra kỳ á. Ấy xuống, ấy xuống, ấy xuống. Chê đó các bạn. Ôi, em húp hết cái nước trong chén này rồi, em nghỉ luôn. No quá rồi. Quá trời no luôn mọi người ơi. Bể bụng á. Nóng mà cay mà ngon mà no. Ok rồi. Hai mẹ con của em đến đây đã kết thúc rồi. Ăn đã no say rồi các bạn. Hả? Áo hả? Áo đẹp. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mọi người đã luôn ủng hộ kênh của Minh và Hà của Henry nha mọi người. Thì cái kênh YouTuber mà Kim Minh Food á, thì dạo này cho Minh xin cứu để dành thời gian sau đây, em khi nào mà em rảnh và em có thời gian nhiều hơn thì em sẽ cố gắng dành thời gian để làm video bên cái kênh đó nữa. Mong là cô chú anh chị và các bạn mọi người luôn ủng hộ kênh của hai mẹ con em nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye.